Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của Trùm Cuối, một mẫu áo mới, áo mi, cầm mồm và lấy tiền của tao. Phải nói với các bạn là mặc áo của Trùm Cuối thì như vua mặc lăng bào, người mù nhìn vào còn thấy chói mắt. Mặc ra ngoài đường, trời đang nắng gắt, phải đổ mưa. Đặc biệt tháng này chúng tôi có đại khuyến mãi nhá. Tức là sao? Tức là mỗi đơn hàng trên 500.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một áo thun, thêm vào đó là được free ship và hoàn xu, không mua lấy phí. Link mua hàng ở phần mô tả ở bình luận. Truyền thuyết kể lại rằng, vào thế kỷ thứ 18, khi các loại quái vật đặc biệt là ma cà rồng hoành hành khắp làng trên xóm dưới, con người sống trong sợ hãi, họ làm đủ mọi cách để lũ ma cà rồng không động đến mình, chẳng hạn như gọi ma cà rồng bằng bố và giết bất kỳ đứa nào định động vào bố của mình. Chỉ có một người duy nhất dám đứng lên chống lại các thế lực tà ác, anh chính là Van Helsing. Với danh xưng cánh tay trái của Chúa, Van Helsing đến với bình nguyên vô tận với bộ kỹ năng kiểm nhầm vũ trụ. Với danh xưng cánh tay trái của Chúa, Van Helsing trở thành một thợ săn quỷ, người làm những chuyện dơ bẩn mà Chúa không làm và cũng ít ai dám làm. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1887 tại Transylvania. Giáo sư Victor Frankenstein đang chế tạo ra một con quái vật. Với sự giúp đỡ của trợ lý Igor và bá tước Dracula, con quái vật đã thức giấc, nhưng người dân lại đang đổ xô đến đây đòi treo cổ vị giáo sư vì ông đã dám đào trộm mộ trong làng. Victor định cùng người bạn quái vật bỏ trốn, nhưng bá tước Dracula một mặt ba lời, quay xe phản bội, muốn chiếm đoạt con quái vật để phục vụ cho mục đích của mình. Không được, tôi không tạo ra nó để giết người. Mày tạo ra một con quái vật không phải để giết người chứ để nhảy b-boy à? Dracula mua chuộc Igor và giết giáo sư Victor. Thấy bố mình bị giết, con quái vật cho Dracula một chùy và ôm Victor chạy đi. Hắn chạy đến một cái cối xay gió và được dân làng mời đi tiệc buffet nướng với vai trò là món chính. Dracula bay tới nhưng đã quá muộn, kế hoạch của hắn ta tạm thời không thực hiện được. Một năm trôi qua, tại Paris, Van Helsing, một thợ săn quỷ của tòa thành Vatican, được cử đến đây để bắt Mr. Hyde, con quái vật do bác sĩ JQ biến thành, đã giết hại rất nhiều sinh mạng ở đây. Hai bên giao chiến, cuộc chiến không cân sức, cho đến khi Van Helsing lôi đống phép bổ trợ và bảng ngọc của mình ra. Mr. Hyde chứng minh mình là Venom Rep 11 vì hắn rất sợ chuông, nhưng sức mạnh vẫn cứ là áp đảo Van Helsing. Kỹ năng của anh không là gì trước sức mạnh tuyệt đối. Van Helsing bị ném khỏi tòa tháp, anh bắn dây móc, hạ cánh an toàn và lôi Mr. Hyde xuống. Mr. Hyde không xuống. Mr. Hyde lôi Van Helsing lên, nhưng hắn ta lại trượt chân và rơi khỏi tòa tháp. Hắn trở về nhân dạng là tiến sĩ JQ, mà rơi thế này thì chắc chắn là chết. Người dân chạy đến hóm hớt và đổ tội cho Van Helsing là tên giết người. Van Helsing kiểu ok cảm ơn, vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Lúc anh đánh quái thì chẳng đứa nào xem, lúc anh nhỡ tay đâm người ta mấy cái thì ai cũng biết. Cũng như thường lệ, khi trở lại Vatican, Van Helsing bị cha xứ khiển trách vì farm quái không đúng quy chế. Kể từ ngày Van Helsing dấn thân vào nghiệp săn quái, chưa ngày nào anh không gây họa, nhưng được cái công việc lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Nghe này Van, con được Chúa gửi xuống đây để trừ gian diệt bạo mà, con hãy làm mọi thứ một cách nhân từ nhất xem nào. Bảo Chúa xuống mà làm. Cha tiết lộ Van Helsing cứ như thế này mãi thì sẽ không bao giờ lấy lại được ký ức. Mất ký ức là cái giá anh phải trả cho những hành động lỗ mãng của mình, mà cứ mất trí nhớ thế này thì anh còn làm tay chân cho nhà thờ còn dài. Cha xứ giao cho Van Helsing nhiệm vụ tiếp theo, anh sẽ đến Transylvania để tiêu diệt Dracula. Tại đây có một gia tộc tên là Valerius. Trưởng tộc Valerius đã thề rằng chừng nào Dracula còn chưa cần hóa vàng thì gia tộc ông sẽ không bao giờ lên thiên đàng. Đó là lý do mà 400 năm nay cả gia tộc Valerius đứng vật vờ ở cổng thiên đường như mấy ông vẫy khách bến xe, vì Dracula vẫn còn sống nhăn sống nhở. Và đến ngày hôm nay, hai hậu duệ cuối cùng của nhà Valerius là hoàng tử Vekan và công chúa Anna sẽ phải tiếp tục thực hiện sứ mệnh của ông cha. Nếu hai người này chết trước Dracula, cả gia tộc Valerius sẽ theo nghiệp bắt xe cổng thiên đường mãi mãi. Con không được để Dracula giết họ. Nhưng Dracula giết con. Ít ra không phải họ. Cha giao cho Van Helsing một mảnh giấy rách kỳ lạ do trưởng tộc Valerius để lại từ cách đây mấy thế kỷ trước. Trên đó có huy hiệu giống như chiếc nhẫn của Van Helsing, chứng tỏ ký ức đã mất của Van Helsing có liên quan đến gia tộc này. Van Helsing đến gặp Carl, một nhà phát minh của tòa thánh, để kiếm vài món đồ phục vụ cho chuyến đi, tạm rời xa vòng tỏi, nước thánh, để đến với thời đại thuốc nổ và nỏ liên thanh, thất xạ tiễn, mũi tên bạc hay bất cứ chiêu thức nào mà Van Helsing nghĩ ra. Anh lôi Carl đi cùng để hỗ trợ vũ khí cho anh, và lỡ chẳng may thì còn có cái khiên đỡ đạn. Tại Transylvania, hai anh em Vekan và Anna đang chiến đấu với người sói, tay sai của Dracula, một phần do sức người có hạn, nhiều phần do không phải nhân vật chính. Anna bị người sói đánh cho sống dở chết dở, còn Vekan thì vì cứu em gái mà chết thật. Anh và người sói ôm nhau lao xuống vực. Khi Van Helsing cũng cập chân đến làng, mọi người ở đây vừa thân thiện lại còn vui tính. Giáo Mark đi theo cứ phải gọi là săn sát. Chào mừng đến với Transylvania. Phần thưởng của anh là được hỏa thiêu ở nơi có view đẹp nhất làng. Tôi đến để giúp cô. Tại sao tôi lại cần anh giúp? Vì cô không nhìn được sau lưng. Ba cô vợ ma cà rồng của Dracula đã xuất hiện. Họ đến đây để giết Anna, hậu duệ cuối cùng của gia tộc Valerius. Van Helsing có mũi tên bạc, nhưng không ăn thua với mấy con rơi thành tinh. Nhắm vào tim đi. Nhưng tim ở đâu thì Carl không nói. Mặt trời ló lên một lát, khiến lũ ma cà rồng phải tạm rời trốn chạy. Nhưng khi đám mây bay đến,
tiệc buffet người lại được tiếp tục. Anna bị hai con ma cà rồng bắt được, nhưng do mải múa mồm, đưa mồm đi chơi xa, nên người chị em rơi bên ngoài đã bị Van Helsing dùng combo nước thánh mũi tên bạc làm gỏi, thay vì cắn chết Anna. Hai con rơi quyết định rút lui về mách Dracula. Van Helsing ngồi xuống tận hưởng thành tích của mình và những câu chửi của người dân. Việc anh giết vợ của Dracula sẽ khiến hắn thảm sát dân làng để trả thù. Dân làng định treo cổ Van Helsing, người duy nhất có thể cứu họ. Nhưng khi biết anh là Van Helsing, họ lại bắt đầu anh em. Tiếng tăm thợ săn quỷ của Van Helsing được lan truyền khá xa. Chưa kể anh còn là người duy nhất giết được một con ma cà rồng trong vòng 100 năm trở lại đây. Anh đề nghị hợp tác với Anna, Anna từ chối vì cô rất tự tin với kỹ năng học được từ gia tộc, thứ khiến cho họ gần như bị Dracula tuyệt diệt. Chưa kể ma cà rồng dám tấn công Anna vào buổi sáng, có nghĩa là chúng đang rất vội vàng giết Anna để làm điều gì đó. Thế thì Anna phải cần Van Helsing chứ nhỉ? Không, Anna thích chơi solo. Buộc Van Helsing phải đánh thuốc mê cô để anh tự đi tìm hiểu. Đêm đến, Anna tỉnh lại. Cô gặp lại anh trai bằng xương bằng thịt. Anh đến để tiết lộ một bí mật của Dracula cho Anna. Nhưng mồm chưa kịp nói thì một ánh trăng lướt qua. Ánh mắt ta chạm nhau, Vekan hóa thành người sói. Nhưng Van Helsing đến để cứu Anna kịp thời. Tại sao Vekan lại thành người sói? Do anh đã bị người sói đời trước cắn. Mà lời nguyền người sói lại lây lan qua tuyến nước bọt, vô tình biến Vekan thành tay sai của Dracula. Sau khi mất vợ, Dracula đã sai Vekan đi giết Anna để hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Đó là tạo ra những đứa con ma cà rồng. Và công trình quái vật sống của giáo sư Victor là thứ sẽ giúp hắn ta. Việc giết Anna sẽ giúp xóa bỏ trở ngại gần như là cuối cùng có thể cản trở hắn. Vì giờ hắn còn phải đối đầu với Van Helsing nữa cơ. Anna và Van Helsing lúc này đang theo chân Vekan đến lâu đài Frankenstein. Cũng chính là nơi Dracula tiếp tục thử nghiệm ban sự sống cho các con của hắn. Hai người có chút tranh cãi về việc có nên bắn Vekan hay không. Ok, nể anh cô lắm nên tôi mới không bắn, tôi đâm được không? Tranh cãi không có hồi kết. Hai người đành tiến vào bên trong. Phải có đến 1 tỷ cái kén rơi ở trong này. Nếu Dracula hồi sinh hết đống này thì con người có mà ghi tên vào sách đỏ đi là vừa. Lần trước hắn ta dùng cha của Vekan và Anna để làm nguồn sống cho cuộc thí nghiệm nhưng đã thất bại. Lần này Dracula dùng Vekan để thử nghiệm và mong chờ dòng máu người sói sẽ tạo ra kỳ tích. Thí nghiệm thành công được một nửa, vì lũ rơi mới sinh chỉ tồn tại được một lát trước khi nổ banh xác. Còn Van Helsing ở lâu đài trao đổi chiêu thức với Dracula. Dracula nói chuyện với Van Helsing như thể quen lắm. Thì ra là quen thật. Dracula hé lộ cho Van Helsing về ký ức bị mất của anh. Van Helsing không nghe. Anh dùng cọc bạc và thánh giá để tấn công Dracula. Tấn công không được thì anh mới nghe. Dracula và anh đã từng có nhiều ân oán ngày xưa. Rất, rất xưa. Hắn ta và Van Helsing đã choảng nhau mấy thế kỷ nay rồi. Nghe khó tin quá nên Van Helsing chuồn. Anh gọi Anna, người lúc này đang cố cứu anh trai của mình. Nhưng anh em chỉ là phù du. Hóa thú mới là chân ái. Buộc Anna phải hất đít vào anh trai mà chạy. Hai người bỏ trốn thành công. Dracula coi như mất cả chì lẫn chài và cũng không giết được Anna. Van Helsing và Anna giờ chạy đến một cái cối xay gió bị thiêu năm xưa. Cô đã bắt đầu cảm thấy bất lực vì cách nào cũng không giết được Dracula. Nhưng thánh nhân đãi kẻ khủ khờ. Mặt đất sụp xuống kéo hai người tới một nơi trú ẩn, chỗ con quái vật Frankenstein đang ẩn náu. Ừ, tôi biết Frankenstein là tên ông giáo sư, nhưng mà giờ tôi thích gọi con này như thế, ok không? Frankenstein dù có ngoại hình quái vật nhưng sống rất hướng nội và tiết lộ nhiều thông tin hữu ích cho Van Helsing. Anh ta chính là chìa khóa ban sinh mệnh cho lũ con của Dracula. Một là giết luôn phòng trừ hậu họa, hai là phải giấu Frankenstein đi, đừng để cho Dracula biết. Van Helsing chọn cách giấu Frankenstein đi. Anh tính chuyển Frank đến Vatican để đảm bảo an toàn, nhưng đã bị Vekan nhìn thấy và vợ của Dracula đã tấn công phi vụ vận chuyển của Van Helsing. Hai ả phá cầu để xe ngựa lao xuống vực, xong lại nhớ ra phải giữ Frank còn sống. Thế là lại lao xuống vực cứu. Tuy nhiên trong xe lại chẳng có đứa nào, chỉ có mỗi mấy mũi tên bạc tiễn một bà vợ ra đi. Chiếc xe chở Frank thật do Anna điều khiển đi hướng khác, nhưng Vekan đã phát hiện ra. Van Helsing lao vào một, Vekan chết, nhưng Van Helsing bị cắn, có nghĩa là anh đã dính lời nguyền người sói. Chưa kịp nói gì thêm, Anna bị bà vợ cuối của Dracula bắt đi. À ta yêu cầu trao đổi Frank lấy Anna. Van Helsing giả vờ đồng ý, nhưng anh giấu Frank đi và cùng Carl đi giải cứu Anna. Anna thì cứu được nhưng mà Frank bị bắt, vì Van Helsing không giỏi giấu cho lắm. Hàng loạt con ma cà rồng tại bữa tiệc đuổi theo Anna. Nhờ có bom nguyên tử của Carl, toàn bộ lâu đài nổ tung. Ba người thì chạy thoát còn Frank thì không. Van Helsing thề sẽ cứu Frank bằng được, nhưng tòa thánh Vatican lại yêu cầu giết hết, kể cả Dracula hay là Frank. Nên Van Helsing tức giận, cho rằng nếu họ muốn giết Frank vì anh ta không phải người thì khả năng cao họ cũng sẽ giết anh. Nhưng tạm gác lại chuyện tư, anh vẫn phải tìm Dracula trước. Hắn ta đã chuyển về địa bàn của mình, một nơi mà 400 năm nay gia tộc Valerius không thể tìm ra nổi. Carl đã tìm hiểu về nơi bí ẩn này. Dracula thực chất chính là con của tộc trưởng Valerius. Dù hắn đã ký hiệp ước với quỷ để có cuộc sống bất tử, nhưng trưởng tộc không lỡ ra tay với con mình, nên đã trục xuất con trai đến một tòa lâu đài không có đường quay lại và đùn trách nhiệm diệt trừ Dracula cho con cháu. Báo đời con cháu đến tận mấy trăm năm sau. Carl nhắc đến bức họa trên tường hiện đang thiếu một mảnh. Van Helsing nhớ lại mảnh giấy rách mà cha xứ đưa, đó chính là chìa khóa để mở cánh cổng. Đường đến chỗ Dracula bấy lâu nay lại nằm ngay cạnh Anna mà cô không biết. Ba người tiến vào và đến tòa lâu đài của Dracula. Van Helsing bắt được Igor và được hắn khai ra vị trí của Frank. Frank tiết lộ với Van Helsing rằng Dracula có thuốc giải người sói.
Tại sao hắn lại cần thuốc giải cho tên tay sai tán ác nhất của mình? Kao nhớ ra bức hình tại phòng khách nhà Valerius và đoán được rằng trưởng tộc đã nhắc khéo con cháu mình rằng người sói chính là vũ khí giết chết Dracula mà không đứa nào hiểu. Thế nên hắn mới cần thủ sẵn thuốc giải, biết đâu có ngày bị phản. Và bất ngờ chưa? Van Helsing ta là người sói đương nhiệm đây. Anh ngộ ra chân lý. Tầm này thì Dracula chết còn đĩ mẹ nó với anh. Nhưng mà nếu chẳng may anh không có thuốc giải thì Anna và Kao phải giết anh ngay và luôn. Ba người chia ra. Van Helsing đi tìm Frank, còn Anna và Kao đi tìm thuốc giải. Van Helsing lên quá muộn, cỗ máy vẫn chạy kịp và hồi sinh đàn con của Dracula. Cách duy nhất để giết chúng bây giờ là giết cha của chúng. Van Helsing hóa sói, Dracula hóa rơi, hai bên chơi đấu trường thú. Van Helsing thuộc combo nên áp đảo được Dracula, nhưng mặt trăng bị che mất, Van Helsing trở lại thành người. Dracula không nhân cơ hội lao lên, hắn bắt đầu võ mồm, mặt trăng lại lộ ra, Van Helsing lại hóa sói. Và người sói thuộc combo, Dracula đứt. Anna và Kao bên ngoài đã giết được cô vợ và lấy được thuốc giải. Nhưng bệnh nhân này hung hăng quá, giết luôn cả y tá đến trích thuốc. Van Helsing ôm lấy xác Anna, đau khổ khi chính anh đã giết cô, nhưng ít ra cô chết sau Dracula, có nghĩa là gia tộc cô đã có thể lên thiên đàng. Frank cũng đã được trả tự do, anh ra khơi phiêu bạt. Còn Van Helsing tiếp tục chặng đường săn quỷ của mình, nhưng chắc chắn không phải là ở bình nguyên vô tận. Giờ bình nguyên vô tận mà pick Van cho nó cam cho chết. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại. À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả.